Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có biết số tiền các doanh nghiệp phải chi tiêu hàng năm cho các đơn vị nhập dữ liệu lên hệ thống là bao nhiêu không ạ? Hàng tỷ đồng đấy. Các bạn thật sự không nghe lầm đâu. Nhập dữ liệu thủ công có thể đáp ứng nhu cầu cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng sẽ kìm hãm tiến độ do chi phí cao, tỷ lệ lỗi cao, thời gian xử lý chậm. Mỗi giờ nhân viên phải gõ bàn phím trung bình 15.000 lần. Công việc lặp đi lặp lại khiến sự nhàm chán tăng cao. Vì vậy công nghệ OCR ra đời. OCR là thuật ngữ được viết tắt bởi cụm từ Optical Character Recognition, tạm dịch là nhận dạng ký tự quang học. Nhận dạng ký tự quang học là quá trình chuyển đổi một hình ảnh văn bản thành định dạng văn bản mà máy có thể đọc được. Đây là ứng dụng công nghệ chuyên dùng để đọc, test ở file ảnh, được biết đến là một công cụ scan kỹ thuật số chuyên nhận dạng các ký tự, chữ viết tay hay chữ đánh máy. Công nghệ này chuyên dùng để truyền tải, nhập liệu dữ liệu. Đặc biệt, OCR còn có khả năng kỹ thuật số với nhiều dạng tài liệu khác nhau như là hóa đơn, hộ chiếu, danh thiếp, tài liệu, vân vân và vân vân. Để cho các bạn hiểu rõ hơn về OCR thì mình sẽ nói cho các bạn về cách thức hoạt động của OCR. Thì về cách thức hoạt động của OCR bao gồm 5 bước. Bước thứ nhất là thu nhận hình ảnh, bước 2 là bước tiền xử lý, bước 3 là nhận dạng văn bản, bước thứ 4 là so khớp mẫu và chính xác đặc điểm, và bước cuối cùng chính là hậu xử lý. Và đầu tiên về bước thu nhận hình ảnh thì nó sẽ làm gì? Một máy quét sẽ đọc tài liệu và chuyển đổi chúng thành dữ liệu nhị phân. Phần mềm OCR phân tích hình ảnh đã quét và phân loại phần sáng làm nền và phần tối làm văn bản. Đến với bước 2 là bước tiền xử lý. Thì trước tiên phần mềm OCR sẽ làm sạch hình ảnh và loại bỏ các lỗi để chuẩn bị cho bước đọc. Sau đây là một số kỹ thuật làm sạch của phần mềm OCR. Chỉnh thẳng hoặc nghiêng nhẹ tài liệu đã quét để khắc phục lỗi về căn chỉnh trong quá trình quét. Khử nhiều đốm hoặc loại bỏ mỗi đốm ảnh khi được số hay làm mịn các viền của hình ảnh văn bản. Làm sạch đường viền khung và đường thẳng trong hình ảnh. Nhận dạng chữ viết cho công nghệ OCR ra đông ngữ. Và bước 3 đó chính là nhận dạng văn bản. Thì hai loại thuật toán OCR hoặc quy trình phần mềm chính mà phần mềm OCR sử dụng để nhận dạng văn bản được gọi là so khớp mẫu và chính xác đặc điểm. Thì để nói rõ hơn về phần so khớp mẫu và chính xác đặc điểm, chúng ta sẽ đi đến bước 4. Thì so khớp mẫu, cách thức hoạt động của so khớp mẫu là tách biệt một hình ảnh ký tự được gọi là hình dạng chữ và so sánh với một hình dạng chữ tương tự được lưu trữ. Tính năng nhận dạng mẫu chỉ hoạt động hiệu quả khi hình dạng chữ được lưu trữ có phông chữ và tỷ lệ tương tự và với hình dạng chữ đầu vào. Phương thức này hoạt động tốt đối với hình ảnh quét từ tài liệu được đánh máy bằng phông chữ đã biết. Còn chính xác đặc điểm, chính xác đặc điểm sẽ chia nhỏ hoặc phân tách hình dạng chữ thành các đặc điểm như là nét thẳng, nét phòng khép kín, hướng nét và giao điểm nét. Sau đó, hệ thống sử dụng các đặc điểm này để tìm kiếm kết quả phù hợp nhất hoặc kết quả gần đúng nhất trong số các hình dạng chữ khác nhau được lưu trữ. Sau khi thực hiện các bước trên, đến với bước cuối cùng là bước hậu xử lý. Sau khi phân tích, hệ thống sẽ chuyển đổi dữ liệu văn bản được trích xuất thành tệp trên máy tính. Một số hệ thống OCR có thể tạo các tệp PDF có chú thích bao gồm cả phiên bản trước và phiên bản sau của tài liệu đã được quét. Tiếp theo sau phần cách thức hoạt động của OCR là sẽ đến các phương thức của OCR. Thì các phương thức OCR bao gồm 4 phương pháp chính. Phương pháp đầu tiên là sử dụng đầu vào là test và port chứa test đó và dùng các công thức mẫu chuẩn để giải quyết bài toán. Cuối cùng là đưa ra dự đoán cho thực thể đó. Phương pháp thứ hai là sử dụng đầu vào là test và dùng một mô hình encoder gồm các layer sputum và decoder sử dụng layer là CRF để dự đoán thực thể đó. Phương pháp thứ ba là sử dụng đầu vào là test và port chứa test đó đi qua một mô hình encoder gồm các layer sputum, sau đó đưa qua một mô hình wrap gọi là GCN, cuối cùng đưa qua mạng decoder bao gồm cả sputum và CRF để dự đoán ra thực thể đó. Phương pháp thứ tư đó chính là phức tạp hơn các phương pháp còn lại. Nó nhận đầu vào là text và port chứa text và cả email nữa. Đầu tiên là cho qua một mô hình encoder gồm là CNN cộng với Transformer, sau đó cho qua mô hình graph gọi là GLCN, rồi cuối cùng đưa vào mô hình decoder bao gồm sputum cộng với TOF để đưa ra dự đoán cho thực thể đó.
thì mình sẽ không nói liên thêm nữa, và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ OCR. Đầu tiên, các bạn truy cập vào trang web onlinescamscanner.com. Thì đây đó chính là giao diện của trang web. Các bạn click vào biểu tượng OCR ở phía đầu bên phải của trang. Thì tại đây nó xuất hiện ra hai phần. Một phần là văn bản các bạn tải lên, còn một phần là kết quả sau khi các bạn scan ra. Thì ở dưới này là hai công cụ, nó có bao gồm là ngôn ngữ mà các bạn muốn scan. Và đây là biểu tượng star OCR. Nếu các bạn muốn scan hình ảnh nào, các bạn nhấp vào đó. Ở đây mình đã chuẩn bị một đoạn văn bản có sẵn bằng tiếng Anh. Và mình sẽ lựa chọn ngôn ngữ bằng tiếng Anh ở thanh công cụ. Và các bạn nhấy biểu tượng OCR, nó sẽ scan ra cho các bạn. Các bạn hãy chờ tí nhé. Khi cái vòng quay này nó sẽ quay xong thì nó sẽ ra kết quả. Ta-da! Và đây chính là kết quả chúng ta đã scan ra. Thì về độ chính xác thì mình thấy khá là chính xác. Còn phần kết quả nó có những cái thanh công cụ giúp cho các bạn có thể lưu dưới dạng các bạn muốn, như là copy test hoặc là lưu dưới dạng văn bản hoặc là dạng Word. Rồi thì mình sẽ ví dụ tiếp theo. Mình sẽ nhấn vào phần new và nhấn vào biểu tượng star OCR thử một đoạn văn bản khác nhé. Thì mình đã chuẩn bị một đoạn văn bản tiếng Việt. Và mình nhấn vào thanh công cụ, chọn ngôn ngữ tiếng Việt và tiếp tục làm theo bước ở trên, nhấy vào biểu tượng OCR và đợi scan ra. Các bạn lưu ý một điều rằng là lượng ngôn ngữ càng nhiều thì quá trình scan càng lâu. Và đây đó chính là kết quả mà mình đã scan ra. Thì với tiếng Việt thì nó cũng khá là chính xác, nhưng có một số là bị lỗi phông như vậy. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn công cụ trích rút từ khóa. Trích rút từ khóa là một trong những phương pháp đơn giản nhất giúp cho việc phân tích và khai thác các giá trị từ dữ liệu văn bản. Bài toán trích rút từ khóa Keyword Extraction là quá trình tự động trích rút ra các từ khóa, thuật ngữ là các từ, cụm từ, tiêu biểu đại diện cho văn bản. Sau đây là các phương pháp trích rút từ khóa. Đầu tiên là phương pháp đếm tần suất. Phương pháp này hết sức đơn giản, chỉ việc đếm số lần xuất hiện của từng từ trong văn bản. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ với một văn bản tiếng Việt. Bước 1. Tiền xử lý Reprocessing. Trong bước này, chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác bao gồm tách từ tiếng Việt, đưa về dạng viết thường, xóa dấu câu, stop word. Bước 2 là liệt kê các ứng viên bằng cách tách văn bản đã xử lý ở trên theo khoảng trắng. Cách làm này giúp ta thu được các từ và mỗi từ sẽ là một ứng viên, có thể là từ khóa đại diện cho văn bản. Bước 3. Chấm điểm các ứng viên. Chúng ta sẽ đếm tần suất xuất hiện của mỗi ứng viên trong văn bản đã xử lý và giá trị này sẽ là điểm của chúng. Bước 4. Kết quả cuối cùng. Từ kết quả chấm điểm ở trên, ta thực hiện sắp xếp theo thứ tự giảm dần để lấy ra top N từ khóa có số lần xuất hiện nhiều nhất để làm kết quả. Hạn chế của phương pháp này đó chính là phương pháp này chỉ đơn giản là đếm tần suất xuất hiện của các ứng viên. Bạn có thể dễ dàng nhận ra yếu điểm của nó, bởi lẽ các từ xuất hiện nhiều không phải lúc nào cũng là từ khóa. Điển hình là các từ mà chúng ta coi đó là stop word: nếu, thì, là, mà, và. Do đó, chúng ta còn những phương pháp tìm ra các ứng viên một cách tốt hơn. TF-IDF, Term Frequencies, Inverse Document Frequencies. Phương pháp này ngoài việc quan tâm yếu tố tần suất một từ xuất hiện trong một văn bản, thì nó còn quan tâm tới tỷ lệ từ đó xuất hiện trong tất cả các văn bản. Chúng ta cùng tìm hiểu nó qua các bước của quy trình trích rút từ khóa. Bởi vì IDF chỉ quan tâm tới tỷ lệ xuất hiện của từ xuyên suốt toàn bộ các văn bản. Do đó, phương pháp này không chỉ dựa trên một văn bản đơn lẻ, mà thống kê dựa trên một tập các văn bản. Bước 1. Tiền xử lý dữ liệu. Cũng giống như phương pháp trên, chúng ta vẫn sẽ tách từ, đưa về chữ thường, xóa bỏ dấu câu và stop word của các văn bản. Bước 2. Liệt kê các ứng viên. Chúng ta có thể sinh ra các từ khóa ứng viên bằng cách tách từ theo khoảng trắng.
khi đó ta sẽ được các từ đơn 1 RAM. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghép 2 từ liên tiếp để tạo ra cụm từ 2 RAM hay 3 từ liên tiếp để tạo ra cụm từ 3 RAM. Và đó sẽ là các ứng cử viên từ khóa. Bước 3. Chấm điểm các từ khóa. Với mọi ứng viên có được, chúng ta sẽ thực hiện tính TF và IDF của ứng viên đó. Tích của TF và IDF sẽ là số điểm của từ khóa đó. Bước 4. Kết quả cuối cùng. Từ bảng chấm điểm của các ứng viên, ta sắp xếp theo thứ tự giảm dần và lấy ra N từ khóa đầu tiên làm kết quả cuối cùng. Rapid Automated Keyword Extraction hay còn gọi là RAKE. RAKE là một phương pháp trích rút từ khóa được đề xuất vào năm 2010. Phương pháp này sử dụng tần suất từ và đồng xuất hiện để xác định các từ khóa. Phương pháp này rất hữu hiệu trong việc xác định các từ khóa là cụm từ. Chúng ta hãy đi vào ví dụ cụ thể để xem RAKE hoạt động như thế nào. Bước 1. Tiền xử lý dữ liệu. Các stop word tiếng Việt sẽ bị xóa khỏi văn bản. Và do tiếng Việt có từ ghép nên ta phải tách từ trước. Bước 2. Liệt kê các ứng viên. Chúng ta sẽ tách văn bản dựa trên vị trí của các stop word và dấu câu để thu được các từ và cụm từ. Các từ và cụm từ này đứng cạnh nhau nhưng không bị chia cách bởi dấu câu. Và stop word sẽ được coi là các ứng viên. Khi đó các cụm từ như blog cá nhân sẽ được coi là một từ khóa đơn, single keyword. Bước 3. Chấm điểm ứng viên. Đầu tiên, ta sẽ đi đến tần suất xuất hiện của tất cả các từ đơn trong danh sách các từ khóa ứng viên. Tiếp theo, các từ đồng xuất hiện cũng sẽ được thống kê và bật cho mỗi từ là tổng của chúng. Số liệu này xác định các từ xuất hiện thường xuyên trong các từ khóa ứng viên dài. Tiếp theo đó chính là phương pháp Yet Another Keyword Extractor hay còn gọi là YAKE. Bước 1 là tiền xử lý. Bước 2 là tạo các ứng viên. Với dữ liệu tiếng Việt thì trước tiên ta vẫn phải thực hiện tách từ để xác định các từ khóa. Tiếp theo đó, ta sẽ tách văn bản bởi khoảng trắng và các ký tự đặc biệt. Ta sẽ quyết định xem từ khóa có độ dài tối đa là bao nhiêu từ. Chẳng hạn, bạn chỉ chấp nhận các ứng viên có số từ khóa tối đa là 3, thì khi đó ta sẽ có các ứng viên là 1 RAM, 2 RAM và 3 RAM bằng cách sử dụng cửa sổ trượt. Tuy nhiên thì ta không lấy tất cả các ứng viên này. Các ứng viên, từ khóa, bắt đầu hoặc kết thúc của nó có trong danh sách stop word sẽ bị loại bỏ. Bước 3. Chấm điểm các ứng viên. YAKE sẽ sử dụng 5 thước đo khác nhau để đánh giá mức độ quan trọng của các từ khóa ứng viên. 1. Là yếu tố viết hoa. 2. Là vị trí. 3. Là ngữ cảnh. 4. Là tần suất. 5. Là từ trong các câu khác nhau. Bước 4. Hậu xử lý. YAKE sẽ xử lý các cặp từ bị trùng lặp. Bước 5 là xếp hạng cuối cùng. Các từ khóa quan trọng là có điểm số thấp hơn nên chúng ta sẽ sắp xếp tăng dần và lấy top N từ khóa đầu tiên. Và đây là giao diện của YAKE. Ở giao diện của YAKE có một thanh công cụ để các bạn có thể nhập văn bản vào. Ở đây nhóm mình đã chuẩn bị sẵn một văn bản. Sau khi nhập văn bản vào, các bạn ấn Go. Tiếp theo, các bạn nhìn phía dưới có hai thanh công cụ. Thanh đầu tiên là Number of Keywords, giúp bạn điều chỉnh số từ khóa tối đa hiển thị trong văn bản. Còn thanh thứ hai là Max RAM Size, là số từ tối đa trong từ khóa. Sau khi thiết lập xong, các bạn click vào nút Extract Keywords và sau đây là kết quả. YAKE sẽ highlight các từ khóa trong văn bản, còn ở bên dưới sẽ hiển thị top 20 từ khóa cùng với tần suất xuất hiện trong văn bản. Các bạn có thể thấy từ Bolivia và Far-reaching Consequences được xuất hiện và chấm điểm nhiều nhất. Tiếp theo mình sẽ so sánh hai công cụ tìm kiếm nổi tiếng nhất hiện nay, đó chính là Google và Microsoft Bing. Đầu tiên là về thị phần trên thế giới, tính đến tháng 6 năm 2022. Google chiếm khoảng 91,88% thị trường tìm kiếm toàn cầu, trong khi đó Microsoft Bing chỉ chiếm 3,19%. Tuy con số 3,19% là rất nhỏ so với Google, nhưng có thể có tới hàng triệu người sử dụng Microsoft Bing mỗi ngày. Thứ hai là tính năng tìm kiếm. Từ góc độ chức năng tìm kiếm, Google cung cấp các tính năng tìm kiếm cốt lõi như Text Search, Video Search, Image Search, Maps, News, Shopping, Books, Flights,
Finance và Scholarly Literature. Microsoft Bing có đầy đủ các tính năng tìm kiếm cốt lõi trên, ngoại trừ Books, Flights, Finance và Scholarly Literature. Tiếp theo là về hình thức và giao diện. Trang tìm kiếm chính của Google đơn giản và tối giản về thiết kế. Trang tìm kiếm của Google nằm ở giữa website. Giao diện Google chỉ có thể thay đổi nền, màu sắc và shortcut. Còn về Microsoft Bing thì thường chứa đầy những bức ảnh đẹp và liên kết những câu chuyện, tin tức mới nhất. Bing có thành công cụ tìm kiếm đơn giản, dễ tìm, nằm lệch tâm với chủ đích. Trang chủ tìm kiếm của Microsoft Bing có thể tùy chỉnh như là hiện nhiều khoảng trắng hơn, ít hiển thị thông tin hơn, chọn ở thanh menu của trang. Thứ tư là về tùy chọn tìm kiếm nâng cao. Microsoft Bing và Google đều cung cấp các tùy chọn và bộ nhớ tìm kiếm nâng cao để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Nhưng bên Google dễ tìm hơn. Ở trang tìm kiếm của Google, tìm kiếm nâng cao cũng như các công cụ và bộ lọc tìm kiếm khác thường có sẵn, vậy thì trên hầu hết các tab kết quả. Ở trên một trang kết quả tìm kiếm nhất định do Microsoft Bing tạo ra, dường như không có tùy chọn cho cài đặt hoặc bộ lọc tìm kiếm nâng cao cho đến khi bạn chọn một tab kết quả khác, như là hình ảnh hoặc video. Điều quan trọng nhất của một công cụ tìm kiếm đó chính là chất lượng kết quả tìm kiếm. Khi nó đến, tìm kiếm thông tin nhạy cảm về thời gian, có một số điểm khác biệt cần lưu ý. Trước hết, nếu bạn đang tìm kiếm các bài báo hoặc nghiên cứu đi gì đó yêu cầu thông tin mới nhất, Bing sơ kém một ít sơn so với Google, thì nghĩa là nó không phải lúc nào cũng cung cấp để xuất bản bên cạnh kết quả tìm kiếm. Điều này có thể gây khó cho việc tìm kiếm nhanh chóng xem các bài báo hoặc tài liệu nào có thông tin cập nhật mới nhất.